nhìn bằng mắt thường thôi, cũng biết thiên lôi kiếp dị sắc tầng thứ 9 của lôi kiếp thần đình có sức mạnh san bằng toàn bộ núi non trong phạm vi bán kính 100 dặm mà đám mây sét bao phủ. Lúc này người đứng trên lôi đài của thần tộc đương đầu với lôi kiếp là nam chính người phàm, tay cầm lăng kính tinh hạch cười ha ha ha. Thân thể phàm nhân của Tô Bình nhờ cầm bí bảo tinh không của Anna mà nhanh chóng được ánh sáng màu vàng tỏa chiếu toàn bộ cơ thể. Trái ngược với lúc kiệt sức thở hổn hển sau lôi kiếp thứ 8 và nghĩ mình sẽ buông xuôi chấp nhận thất bại, bây giờ Tô Bình hưng phấn cảm nhận dòng sức mạnh cuồn cuộn thúc đẩy hắn tiếp tục chiến đấu. Không thể không cảm thán sức mạnh khủng khiếp của bí bảo phong thần cảnh này, không chỉ khôi phục tinh lực cho hắn, mà lăng kính tinh hạch còn tiếp tục bơm sức mạnh cho Kim Ô, thần ma thể và chấn ma thần quyền của hắn tiến lên một cảnh giới mới. Tô Bình hét lên một tiếng gọi tiểu khô lâu, quyết đoán sử dụng bí kỹ hợp thể, gọi là thú hồn phụ thể. Không hổ là sủng thú bé cưng số 1 của hắn, tiểu khô lâu lập tức bay lên thi triển kỹ năng ngay lập tức. Từ cơ thể của tiểu khô lâu, hóa thành những vệt khí đen đậm mùi ma khí nhanh chóng bao lấy Tô Bình. Luồng khí đó chạm đến đâu trên người hắn, chỗ đó lập tức trở nên đen đặc hệt như hắn mới bước chân từ địa ngục quay về. Rất nhanh trạng thái hợp thể đã hoàn tất, hắn thấy hệ thống mở ra nhiều bảng chọn có màu sắc và tên chú thích bên dưới. Là bảng kỹ năng của tiểu khô lâu, nay hắn cũng có quyền chọn thi triển kỹ năng của sủng thú, sau khi đã hoàn thành trạng thái thú hồn phụ thể. Từ trái sang phải hàng đầu có thú hồn phụ thể, thuật con rối, thi gầm và loạn tinh huân hồi đao. Hàng ở giữa có vong linh nô dịch để gọi quân đoàn, đoạn chi trọng tố dùng để hồi tứ chi đứt gãy trở về lại như cũ, cuối cùng là vong linh thiểm. Hàng cuối cùng có thi hủ độc và chảm long. Đường lúc hắn đang phân vân không biết nên chọn gì trước, vì hắn ra lệnh cho tiểu khô lâu đã nhiều lần, nhưng chưa lần nào tự mình sử dụng cả. Hệ thống bật lên nhắc nhở kỹ năng sủng thú hợp thể đã hoàn thành, để sử dụng tạm thời, sau này kỹ năng này sẽ mạnh gấp đôi so với lúc mới thi triển. Tô Bình thấy thế mừng thầm. Tuy hắn và sủng thú đã vượt qua 8 tầng lôi kiếp đầu, nhưng thực chất sức mạnh không cân xứng với lôi kiếp, cứ lao lên ầm ầm chết rồi lại hồi sinh đến khi cạn kiệt tinh lực. Bây giờ trong tay hắn có lăng kính tinh hạch cung cấp cho hắn nguồn tinh lực vô tận, cho phép hắn thi triển kim ô thần ma thể, cường hóa cơ thể lên cao. Nếu hắn chọn một kỹ năng hợp lý từ bảng kỹ năng của tiểu khô lâu, cho phép không cần mất thời gian hồi sinh mà vẫn chiến đấu liên tù tì, ví dụ như đoạn chi trọng tổ, gãy chỗ nào mọc lại chỗ đó, thì hắn sẽ trở thành con rắn đánh mãi không chết khiến ai cũng hết cả hồn. Quyết định vậy đi, hắn giơ tay bấm vào khung đoạn chi trọng tổ, đây chính là mảnh ghép còn thiếu để hắn vượt qua lôi kiếp cuối cùng. Ở bên ngoài thế giới thực, hình dạng Tô Bình đã thay đổi sau khi hoàn thành thú hồn phụ thể. Cả người hắn được bao bọc bằng áo giáp của cốt vương, mái tóc chỉ yển màu bạc trắng, mọc ra hai cái sừng đen nhọn đầy tính hắc ám. Vừa chuẩn bị xong, bàn tay khổng lồ của thiên kiếp dị sắc hình người đã ầm ầm lao tới ngay trước mặt hắn. Sau khi hợp thể, kích thước cơ thể Tô Bình đã lớn hơn rất nhiều, nhưng so với bàn tay đang giang đến vẫn chẳng khác gì con kiến. Nếu hắn không chống lại được sẽ bị hai bàn tay ép cho bẹp mà chết. Không cần lệnh của Tô Bình, địa ngục trúc long thú và hắc ám long khuyển tự biết chúng có thể làm gì với kỹ năng thú hồn hợp thể. Cả hai lao về phía chủ nhân đang đứng, nhanh chóng sử dụng toàn bộ kỹ năng phòng thủ có được đem cho Tô Bình. Địa ngục trúc long thú cho Tô Bình nham giáp, đằng giáp, khả năng làm cứng, lớp vỏ băng xương và áo choàng hỏa viêm. Long khuyển hắc ám trang bị thêm phong chi thủ hộ, đại địa thủ hộ, tăng độ cứng cho lớp vỏ bên ngoài cùng áo choàng lôi điện. Ầm một tiếng, bàn tay đỏ của lôi kiếp đã giáng xuống chỗ hắn đứng. Dù có được trang bị tận răng, Tô Bình cũng phải nghiến răng mới chống đỡ được lôi kiếp này. Hắn liên tục bị đẩy lùi về sau một lúc rồi đứng vững chặn được bàn tay khổng lồ. Hai bàn tay của hắn nơi chạm vào lớp lôi điện của lôi kiếp dị sắc chẳng mấy chốc đã mất hình dạng ban đầu, tan chảy xèo xèo chảy xuống. Từng sống đi chết lại cả ngàn lần với đủ các cách chết khác nhau, hắn đã quá quen với những cơn đau thấu xương thịt nên vẫn giữ nguyên vị trí hai bàn tay ở đó để cản lôi kiếp. Cứ bị tan chảy lại sử dụng kỹ năng tạo hình mọc lại bàn tay. Thần tộc tóc đỏ núp sau khiên Lucers nhìn cảnh đó sợ đến tại mặt. Nhân tộc này đáng sợ quá rồi, chủ động va chạm trực tiếp với thiên kiếp mà còn cười he he. Khiên Lucers thấy Tô Bình cứng cỏi như vậy thì lấy làm khoái chí. Nó không có tay có chân chứ không sẽ vỗ đùi mình đen đét, khen thằng nhóc người phàm này khá quá, làm cái khiên nhìn ngứa cả răng muốn nhảy vào tham chiến cùng. Nghĩ là làm, khiên Lucers phóng vụt đi, ê tân binh kia người lại đây đi, ta đi chơi. Bặc một tiếng, khiên Lucers hợp thể vào phía trước ngực Tô Bình, sử dụng sức mạnh bảo vệ của nó tăng sức phòng ngự của Tô Bình lên, hào hứng nói với hắn, có ta bảo vệ ngươi, cứ yên tâm chiến đấu. Lucers vừa hợp thể hắn đã cảm thấy nỗi đau ở hai bàn tay và áp lực đè lên toàn thân giảm đi hẳn, quả là bí bảo tinh không cảnh danh bất hư truyền. Được rồi, vậy thì xem ta phản công như thế nào đây. Ba cái thiên kiếp này, cứ chờ ta sơi tái ngươi. Tô Bình hít sau một hơi, sử dụng lăng kính tinh hạch tăng tinh lực thêm một cảnh giới, xuất ra chấn ma thần quyền thức thứ 3. Kim ô thần ma, thể của hắn có kích thước lớn gần bằng hình ảnh màu đỏ của lôi kiếp, tung ra chấn ma thần quyền nhìn giống như hai người khổng lồ đang đối đầu trực tiếp với nhau. Một vàng một đỏ, không má nào chịu thua má nào. Người khổng lồ màu đỏ của thiên kiếp chụp lấy cánh tay đang vung chấn ma thần quyền, bóp chặt, dầm một tiếng cả hai bàn tay nát vụn ngay tức khắc. Tô Bình không nghĩ tới cảnh này, ngay cả chấn ma thần quyền thức thứ 3 cũng không địch lại sức mạnh của lôi kiếp sao. Nhưng mới bị bóp gãy một lần cũng chưa biết được có tác dụng hay không. Mà hắn, vua lì đòn hào hứng tung ra thêm một chiêu chấn ma thần quyền nữa. Có lăng kính tinh hạch trong tay, một đấm không được thì 100 đấm thử xem ai lì hơn ai. Tô Bình điên cuồng gào thét không ngừng vung ra thần quyền. Một đấm là say đắm, hai đấm là đắm say đến chao đảo. Bàn tay kim ô, thần ma thế mỗi lần bị bóp vỡ nát bộc phát ra tiếng nổ vang rung chuyển đất trời.
Lúc này Tô Bình ngang tàng trên đỉnh lôi đài tung hết chiêu này đến chiêu khác của Trấn Ma Thần Quyền, đấm càng lúc càng nhanh về phía lôi kiếp dạng người kia. Hắn cảm thấy toàn thân sục sôi, ý chí chiến đấu điên cuồng bất khuất. Vỡ mãi cuối cùng cũng có một lần Trấn Ma Thần Quyền giáng vào mặt của lôi kiếp trước khi vỡ nát. Rắc rắc, trên khuôn mặt hình người đang giận dữ vì chúng đòn kia lộ ra hai vết nứt. Tấn công có hiệu quả rồi. Ít nhất bao nhiêu cánh tay bị vỡ cũng cho hắn biết hiệu quả được một phần. Không kiềm được vui mừng, hắn hét lên thử lại. Quả nhiên vết nứt kia đã chọc giận hình nhân lôi kiếp, gã ta không chặn đòn tấn công của Trấn Ma Thần Quyền nữa mà chủ động giáng liên tiếp hàng chục cú đấm với tốc độ cao về phía Tô Bình. Mà Tô Bình cũng không chịu lép vế, bao nhiêu đấm màu đỏ bay tới là bấy nhiêu Trấn Ma Thần Quyền cản lại. Đất trời xung quanh vang lên tiếng ầm ầm như ai thọc một cái cây khổng lồ xuống mà khuấy tung lên. Đám thần tộc chạy ra phạm vi bị ảnh hưởng rất xa, lúc này đứng xem đến há hốc miệng. Ai nấy đều bị choáng váng bởi sức mạnh của người phàm kia. Cho dù là thiên tư hay chiến lực, người phàm đó ở trong thần tộc cũng không bị chênh lệch chút nào, quả là một hạt giống phi thường. Chẳng trách điện hạ lại không tiếc công sức bí bảo đều đưa cả cho hắn. Bên trên đó không hề giống người phàm đi ké thiên kiếp, mà giống thần tộc tóc đỏ đang ké thiên kiếp của người phàm đó thì hơn. Anna thấy tình cảnh hung hăng trên lôi đài không khỏi lạnh mặt. Quyền pháp đó rõ ràng là có liên quan đến Kim Ô, thần tộc xuất hiện từ thời hỗn độn thượng cổ. Làm sao một tên phàm nhân như Tô Bình lại có được? Trên đỉnh lôi đài, Tô Bình cảm nhận được người khổng lồ màu đỏ tấn công yếu hơn, hắn muốn ra sức tấn công một đòn quyết định cuối cùng. Hắn xoay người, gầm lên một tiếng, phá cho ta. Từ phía hắn Kim Ô, thần ma vung quyền cùng lúc vung trọng quyền đánh vào đấm của người khổng lồ màu đỏ. Có vẻ như ai cũng biết cú đánh này chính là cú chót quyết định, nên bên nào cũng tung hết toàn bộ sức mạnh ra. Toàn bộ khu vực rung chuyển dữ dội do dư chấn của hai luồng sức mạnh đối nghịch nhau. Một giây sau, ánh sáng màu vàng của Kim Ô thần ma thể càng lúc càng chói lọi. Bên trong đó nhìn rõ người khổng lồ màu đỏ đang tiêu tán vào không trung, sau một thời gian dài chống cự lại Trấn Ma Thần Quyền của hắn. Cả thân hình to lớn màu đỏ chẳng mấy chốc đã hóa vụn, toàn bộ mây đỏ trên bầu trời cũng cuộn xoáy nhanh chóng rồi biến mất theo hình nhân màu đỏ đó, trả lại bầu trời trong xanh như ban đầu. Những mảnh vụn từ gã khổng lồ chậm rãi hiền hòa bay về phía Tô Bình, đụng vào người hắn liền tan biến giống như được hắn hấp thu. Hắn mở to mắt kinh ngạc, đây là cảm giác gì? Thần nhân tóc đỏ nhận ra lôi kiếp đã kết thúc, chạy đến chỗ hắn hô lên mừng rỡ. Ngươi làm được rồi, chúng ta đều đã độ kiếp thành công rồi. Tô Bình chỉ ừng một tiếng đáp lời, nhanh chóng giải trừ trạng thái hợp thể, cùng với tiểu khô lâu đáp xuống đất, tay vẫn nắm chặt lăng kính tinh hạch. Anna giang đôi cánh lớn trắng mút bay đến chỗ hắn, từ trên cao hỏi, thế nào, lần đầu độ kiếp có cảm tưởng gì? Tô Bình nhìn lăng kính tinh hạch trong tay cười nói, tuyệt vời, trận chiến vừa rồi phá hủy và tái cấu trúc cơ thể tôi liên tục. Bây giờ cơ thể trở nên nhẹ nhàng và dẻo dai hơn, đẳng cấp tinh lực cũng từ cấp 6 hạ vị tăng lên tới cấp 6 cao cấp rồi. Khiên Losers đứng bên cạnh cũng cười ha hả, thật là mạnh mẽ, đấu một trận sảng khoái quá trời. Thần nhân tóc đỏ khôi phục kích thước ban đầu của mình, vội vàng quỳ xuống đất, cảm ơn sự giúp đỡ của Anna đã cho cậu ta mượn bí bảo. Trên đầu cậu ta xuất hiện một thanh gì đó như cây thước màu vàng nhưng chẳng có số. Tô Bình nhìn thấy bèn thắc mắc đó là gì, là thanh đo tiến độ sao? Hệ thống lập tức trả lời hắn, đó là thanh ngộ tính. Cứ mỗi lần thanh ngộ tính được lấp đầy, một kỹ năng mới sẽ được lĩnh ngộ. Tô Bình khó hiểu hỏi lại, sao xưa giờ hắn chưa thấy thứ này? Hệ thống có câu trả lời cho hắn luôn. Đó là vì khả năng của vật chủ trước đây không đủ nên không thấy được. Vừa rồi vượt qua lôi kiếp thành công, ngẫu nhiên hấp thụ được lôi đạo. Bây giờ ký chủ có thể dạy kỹ năng lôi đạo cho người có thanh ngộ tính đầy. Chú ý, không thể thăm dò thanh ngộ tính của người có chiến lực cao hơn chính mình. Tô Bình giơ tay mình lên nhìn chằm chằm, mình có lôi đạo từ khi nào? Chẳng lẽ là những mảnh màu đỏ từ người khổng lồ lôi kiếp tan ra khi đụng vào người hắn sao? Mà hình đúng là vậy, bây giờ chỉ cần suy nghĩ một chút, trong đầu liền hiện ra vô số kỹ năng hệ lôi trước đây chưa thấy bao giờ. Ảo diệu thật đấy. Âm thanh hệ thống lại tinh một tiếng. Kỹ năng lôi đạo có tổng cộng 999 loại, sắp xếp theo sức mạnh từ thấp đến cao. Kỹ năng hệ lôi vừa thu nhận khác với kỹ năng ở Lam Tinh nơi ký chú đang ở. 999 loại. Liệu hắn có thể sử dụng hết uy lực của kỹ năng lôi đạo không? Không, hắn chỉ mới hấp thu được kỹ năng lôi đạo, vẫn còn đang ở giai đoạn đầu, chỉ có thể sử dụng được 333 kỹ năng đầu tiên. Về sau lĩnh ngộ được càng nhiều kỹ năng hệ lôi, thì có khả năng sử dụng nhiều thêm. Còn về uy lực của từng kỹ năng, phải tự trải nghiệm mới biết được. Tô Bình cảm thấy rất thú vị, như vậy hắn có thể căn cứ vào đặc điểm sủng thú mà chỉ định kỹ năng phù hợp rồi. Sau khi trở lại cửa hàng thú cưng, Tô Bình nhìn thấy thanh ngộ tính của Hắc Ám Long Khuyển và Ngân Xương Tinh Nguyệt Long đều đã đầy cả thì tỏ ra hết sức vui vẻ xoa xoa tay, lấy hai đứa này ra thử trước vậy. Hai sủng thú nhìn bộ mặt nham hiểm của hắn không rõ hắn định giờ cho gì. Nhìn Hắc Ám Long Khuyển, hắn nghĩ lực phòng ngự của nó vốn đã rất cao, chỉ cần bổ sung chút năng lực phù hợp loại chiến sủng này, để giống một cái xe tăng vỏ dày, vừa thủ tốt vừa có khả năng chiến đấu cừ khôi. Hắn chạm tay vào đầu Hắc Ám Long Khuyển, nói khẽ, 773 lôi đạo, lôi minh hung sát vực, khắc ấn. Lôi minh hung sát vực là kỹ năng cho phép sủng thú hủy diệt tất cả mọi kẻ thù tiếp cận bằng sức mạnh thần lôi với bán kính 10 mét. Khác với Hắc Ám Long Khuyển, Ngân Xương Tinh Nguyệt Long lại có nhiều kỹ năng sát thương trong phạm vi lớn, cần bổ sung kỹ năng bạo phát một lần chết một chùm. Hắn chạm tay vào mũi con bạch long, lẩm bẩm, phong thần lôi lăng tiễn, khắc ấn. Đây là kỹ năng gây sát thương trực tiếp, biến sức mạnh lôi thần thành mũi tên bắn ra, loại bỏ nhiều kỹ năng phòng thủ trên đường đi trong một phạm vi nhất định. Tô Bình không khỏi âm thầm mừng thầm,
Tốt lắm, như vậy là lực chiến của Ngân Xương Tinh Nguyệt Long và Hắc Ám Long Khuyển lại tăng lên một bậc rồi. Trận đấu tiếp theo có thể đối đầu thiếu chủ của đại gia tộc khác mà Hắc Ám Long Khuyển đưa cho Hứa Cuồng thi đấu chính là lựa chọn đúng đắn.